Chào bà con, chú Hai lại gặp bà con trong kể chuyện đêm khuya dưới ngọn đèn cầy. Hôm nay chú Hai sẽ kể một câu chuyện của một khán giả gửi về cho bà con nghe nha. Câu chuyện này tâm linh nghe cũng ghê gớm rùng rợn lắm ạ. Thôi bây giờ chú Hai sẽ bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện kể về một cái cô tên là Hà. Cô này có cái hoàn cảnh khó khăn lắm. Khoảng năm 2009, tính ra cách đây cũng 15 năm. 15 năm á. Thì cô Hà này á, là cổ là nhà nghèo khó khăn. Mà khi á, cổ thi đậu đại học rồi đó thì cổ mới đi lên Hà Nội để mà học đại học. Đó, bởi vì á, lên trên này là cổ phải tự thân vận động rồi. Vừa đi kiếm việc làm để mà hỗ trợ cho cái việc học, cổ phải mướn một cái căn phòng mà nó xa cái thành phố lắm, nó giống là xa nội ô lắm. Đó, thì cái căn phòng của cô rất là nhỏ, mà trong cái con hẻm mà ngay cái chỗ mà cái cô mướn đó, đó là một cái nghĩa địa. Nhưng mà sau này người ta quy hoạch đó, thì một số phần mộ người ta bốc cốt đó, người ta đem đi. Còn một số mà mộ mà vô gia cư cũng như là chưa có thân nhân đó mà đến bốc cốt á, thì còn ở đó. Trong cái phòng trọ của cô đó thì nó có 9 phòng. Nhưng mà cô là ở cái phòng cuối cùng nhất. Cái phòng trọ này nó chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi. Những người ở đó đó xài có nhà vệ sinh một mà. Bây giờ hỏi cô nó ủa sao mà hỏi cô Hà sao mà đi chọn lại một cái phòng trọ mà nó xa xôi mà nó gần nghĩa địa như vậy mà cô không sợ thì sao? Thì cô nói em là người vô thần, em không có sợ ma gì hết trơn á. Với hơn nữa bây giờ nghĩ đi à, mướn phòng trọ trong nội ô á à, mà đẹp mà vừa rộng nữa thì nó mắc tiền. Chỉ có chỗ này à, là nó rẻ tiền thôi. Cái cô Hà này nè, cô không muốn ở với ai, chung với ai hết á, muốn ở một mình. Bởi vì á, cô hay đi sớm về muộn, sáng thì đi học, tối thì đi làm kiếm thêm để bổ trợ cho học mà. Cho nên là nhiều khi cái sinh hoạt của cô bất thường, đi sớm về muộn, cho nên là cô sợ làm phiền. Vì vậy là cô muốn ở mình, không muốn ở với ai. Thì cái ngày mà cái cô Hà này mà dọn vô cái phòng trọ đó đó, cũng là cái ngày của một cái chị ở chung cái nhà trọ đó cũng mất. Cái chị này nè là chỉ làm nghề làm nhân viên ở quán karaoke. Cô hay đi cũng là về khuya lắm. Sớm nhất là 1 giờ mà trễ là 3 giờ. Hôm đó đó là đúng 1 giờ đó, cô đi về sau cô bị tai nạn xe, cô chết. Đó. Thì sáng hôm sau là cô Hà này dọn vô. Nhưng ở trong cái nhà trọ đó đó, người ta hay tin cái cô đó mất như vậy. Đó. Thì nhưng người ta không nói cho cô Hà biết, vì sợ cô Hà biết được cái cô sợ là nhà trọ này có người chết thì cô không dám ở. Thì sau một tuần khi mà mần tuần mần thất của cái cô này đó, thì người ta mới nói cho cô Hà biết. Thì cái cô Hà này nè, cô nói trời, có gì đâu phải giấu. Bởi vì á, tôi là người vô thần, tôi không sợ ma quỷ gì hết đó. Nhưng rồi có một bước ngoặt của cuộc đời, sau một cái chuyến đi đó mới thay đổi cái suy nghĩ của cô Hà. Đó là một cái chuyến đi định mệnh. Thì lúc đó đó là Hà là tân sinh viên mà à, lúc đó vô gặp được bạn bè giao lưu ha, rồi kết nối đủ thứ hết. Cái có một người bạn rủ Hà đi Lạng Sơn chơi. Thì lúc đó tuổi còn trẻ mà muốn được đi giao lưu, đi khám phá đây đó, Hà nhận lời liền. Thì đúng 10 giờ sáng thì Hà với một người bạn đó đi ra bến xe Lương Yên cũ á, đó ra đó. Thì bắt cái xe thì có một cái chiếc xe, đó là xe 16 chỗ, xe Ford. Mà cái xe này ngày xưa được mệnh danh là quan tài bay đất Bắc. Bởi cái xe này đó ha, chạy là 100-200 cây số trên 1 giờ. Biết sao chạy nhanh vậy không? Chạy giành khách, bắt lấy khách mà. Thì Hà với người bạn của Hà đó mới bước lên xe, chiếc xe Ford đó, xe 16 chỗ đó. Thì lên trên đó thì còn 2 cái ghế trống. Ông bác tài cứ đón khách, đón làm sao có 2 người khách nữa mới chạy. Thì xe cứ đậu đó. Thì lúc đó đó, Hà với người bạn đó
mới gặp những người trên xe vui vẻ lắm. Rồi mấy người trên xe cũng hỏi thăm, tụi con đâu? Dạ tụi con là tân sinh viên từ Hà Nội đi ra Lạng Sơn chơi. Rồi Hà với người bạn cũng hỏi thăm mấy người này là đi về Lạng Sơn làm cái gì. Thì lúc đó trên xe họ giao lưu với nhau, rồi Hà còn pha trò ca hát vui lắm, đùa giỡn với mấy người trên xe rất là vui. Thì một hồi rất là lâu, ông bác tài ông cũng không đón được hai khách nữa. Thì Hà mới bực, Hà mới nói: trời ơi, xe gì mà ngồi chờ nãy giờ lâu quá, mà trên xe lại nóng nực nữa, mà quý vị biết ngày xưa xe nó đâu có máy lạnh như bây giờ. Hà bực quá, Hà nói: thôi nói với người bạn thôi, đi xuống đi đón xe khác đi, để xe trên này nóng nực quá. Thì Hà mới bực, cái người bạn cũng chiều. Thì Hà với người bạn á bước xuống đó, thì xuống thì cái ông lơ xe ổng ở đó ổng kiếm được hai người khách rồi, ổng mới đưa hai người khách lên, ổng nói xe bắt đầu chạy rồi. Nhưng Hà không chịu, Hà nói: không, không đi. Hà rất là bực. Thì ông lơ xe kéo lên, nói: không không, Hà nhất quyết không đi. Thì người bạn cũng nghe theo, nói: thôi không đi thì kiếm xe khác đi. Thì trên xe người ta mới thấy Hà nóng vậy, cái người ta cũng cười người ta giả lả, tôi nói: thôi không sao đâu, không đi xe này đi xe khác thôi, hẹn gặp lại nghe. Thì lúc đó mà Hà bực mà nói: không, không bao giờ gặp lại đâu. Đó, đang tức giận mà trả lời lại vậy. Thì ở trên xe người ta cũng cười cái rần vậy đó. Thì xong cái hai người khách kia lên xe ngồi ở chỗ của Hà với chỗ của người bạn Hà, thì cái chiếc xe đó bắt đầu chạy. Thì lúc đó bạn của Hà với Hà mới bắt một chiếc xe 24 chỗ. Thì chiếc xe 16 chỗ đi trước, xe của Hà 24 chỗ đi sau, nó cũng cách khoảng cũng cỡ 100 mét vậy đó. Chạy. Thì đi tới Bắc Ninh đó, thấy một cái tai nạn giao thông, hai người chết. À, bắt đầu xe chạy tới Bắc Giang thì thấy chiếc container gây tai nạn mà hai người chết nằm ở dưới gầm container đó. Thì lúc đó trên xe nhốn nháo nhìn thấy cái cảnh thương tâm quá. Thì đi tới cái đoạn Chi Lăng đó, thì chỗ này người ta trồng rất là nhiều trái na, mà ở trong miền Nam mình ta gọi là mãng cầu na đó, trồng rất là nhiều. Thì đi tới đây bỗng nhiên nghe một cái rầm, thì cái xe mà 16 chỗ lúc nãy đâm trực diện vô chiếc container, nguyên cái đầu xe Ford 16 chỗ đó dẹp lép luôn, chỉ còn hai cái băng sau thôi, còn cái đầu của container đó thì cũng dẹp lép luôn. Đó, một cảnh tượng hải hùng xảy ra trước mặt Hà. Hà mới suy nghĩ gì nè, khi nãy những người đó còn trên xe còn đùa giỡn hỏi thăm với nhau, bây giờ họ bị tai nạn như vậy, chết gọi là bất đắc kỳ tử như vậy. Thì lúc đó xe 24 chỗ mới ngừng lại, Hà đó mới chạy xuống cùng với người bạn nè, tiếp những người đó để lôi những cái xác ra, lấy xà beng nè, gậy gộc để lôi ra. Thì trong đó đó có hai người còn thở đưa đi cấp cứu, còn những người còn lại đó, trời đất ơi, xương đó gãy mà nó lòi ra, mặt mày méo mó biến dạng hết. Bắt đầu lôi mấy cái xác ra đó, nó đâu có còn mà nguyên dạng đâu, nó dẹp vậy nè, rồi chất vậy nè, mà chiếu đó ha, đâu có đủ để đắp. Mọi thứ diễn ra trước mắt Hà đều ngổn ngang vậy đó. Nước mắt của Hà đó không ngừng chảy xuống. Sau cái vụ tai nạn đó đó, nghe bạn Hà kể lại đó, hình như là chỉ có một người sống sót thôi. Hà trở về, Hà cứ ám ảnh cái chuyện đó hoài luôn. Và cũng từ đó, Hà cũng hay thường gặp người cõi âm. Lúc đầu á, thì Hà cứ nghĩ là vì lý do tai nạn đó mà mình bị cứ ám ảnh. Nhưng Hà biết được, khi mình gặp người cõi âm đó, không phải là mình gặp trong mơ, mà cũng không phải là ảo giác. Vì Hà nhận biết rằng mình đang đủ tỉnh táo. Hà cứ mỗi đêm Hà ngủ thì Hà có cảm giác như có một người đàn ông nào đó ngủ cạnh mình với một cái tần số là lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà ngặt nói là Hà nói là Hà vô thần, không có sợ ma quỷ gì hết đó. Cho nên Hà cũng không quan tâm cái chuyện đó. Thì có một lần đó cũng khuya rồi, người yêu của Hà là bạn trai đó đến chơi rồi khuya quá là ngủ lại luôn. Thì lúc đó đó là Hà phải làm bài đó, làm bài trên cái laptop đó, làm bài khuya lắm. Mà ở bên ngoài á, đèn nó sáng, bởi vì á, ở bên ngoài là cái nhà vệ sinh, cái phòng
cái nhà vệ sinh đó đó, nó là cái cửa gỗ, nó cũ rồi, cho nên đèn từ ở ngoài nhà vệ sinh đó, nó hắt vô ở trong phòng đó, rất là sáng. Đó, thì Hà cũng để máy đó xong, làm bài xong cũng đi ra vệ sinh. Vệ sinh xong rồi đi vào phòng, đóng cửa lại, tắt đèn phòng. Đó, thì bắt đầu bước lên ngủ. Nhưng mà trước khi ngủ đó là cái Hà cũng dối tay, tắt cái máy laptop. Mà cái laptop đó là mượn của anh, của bạn trai của Hà. Đó, cái bắt đầu Hà mới bước vô, bắt đầu thả cái mùng xuống. Thì lúc đó đó là người yêu của Hà đó ngủ lúc 10 giờ rồi. Thường thường cái thói quen của Hà đó là ngủ á là quay mặt vô trong vách. Nhưng một hồi cái Hà mới quay qua để nhìn người yêu để ngủ. Thì khi mà quay qua rồi đó, tự nhiên Hà mới phát hiện là trong bóng tối mà thấy một cái ánh mắt, có một cái ánh mắt nhìn Hà chằm chằm vậy đó. Thì Hà cứ nghĩ là chắc người yêu của mình nhìn mình. Ủa mà ông ngủ rồi mà sao còn mở mắt nhìn mình ta? Thì Hà cứ nghĩ là người yêu mình thôi. Cái Hà mới đưa tay dờn lên đi, để mình đưa tay để muốn chụp cái ánh mắt đó. Thì tự nhiên chụp cái rồi tự nhiên nó bị hẳn không có gì hết. Hà mới giật mình, trời ơi chuyện gì vậy, sao mà chụp tay rồi mà không thấy gì hết vậy? Rồi thì Hà mới nhìn kỹ lại thì thấy một người đàn ông nằm chắn ngang xen giữa bạn trai của Hà với Hà. Cái người đó nằm giữa mà nhìn chằm chằm vô Hà, mà ánh mắt rất là giận, làm như giận một cái điều gì đó. Lúc đó Hà điếng người rồi, trời đất ơi sao mà sao kỳ vậy. Lúc đó lạnh người hết trơn. Cái Hà mới lấy cái mền á chùm cả đầu, xoay mặt vô vách. Lúc đó Hà mới sợ rồi, nó chết rồi, gặp ma rồi, cái này là gặp ma thiệt rồi. Thì lúc đó Hà mới nói là mới suy nghĩ trong đầu là bây giờ mình trùm đi, trùm khoảng 5 phút mình quay lại coi còn không. Chờ cái Hà nhắm mắt lại nói là trời, chắc cũng được 10 phút rồi đó, bây giờ mình xoay qua dở cái mền coi có thấy nó không. Thì Hà xoay qua dở cái mền, vẫn y cái đôi mắt đó, người đàn ông nhìn Hà dưới ánh mắt rất là hờn dỗi, như giận Hà một cái điều gì y như lúc nãy. Mà lúc này là cặp mắt trợn lên dữ hơn lúc nãy nữa, nhìn Hà nè, mặt nó sát mặt với nhau này, mà nó lạnh mà lạnh từ ở trong xương lạnh ra đó bà con. Hà điếng người hết trơn rồi, bắt đầu là trùm mền quay vô vách nữa, quay vô nó lần này không quay qua nữa, mà quyết tâm ngủ một giấc tới sáng, ngủ một giấc sẽ nhất định sẽ không gặp nữa. Hà cứ lẩm bẩm nói như vậy đó. Quý vị vừa rồi quý vị đã nghe cái câu chuyện Chuyến đi định mệnh phần 1. Quý vị nhớ đón nghe tiếp phần 2 của Chuyến đi định mệnh ở số sau nha. Và quý vị cũng nên nhớ có những câu chuyện tâm linh hấp dẫn nào cứ gửi về cho chú Hai. Mà cái địa chỉ ở đâu đưa vô cái email hoặc là comment ở bên dưới, có ghim ở bên dưới đó, bà con nhớ nha, gửi về đi. Tôi, chú Hai sẽ kể cho bà con những câu chuyện mà bà con gửi về dưới ngọn đèn cày. Và bây giờ xin hẹn gặp lại bà con. Chúc bà con luôn vui khỏe và bình an.